Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được hai đồng token Crow 3 Wallet, một ký hiệu là C3W. Một số thông tin về đồng token này: số tổ cung phát hành là 100 triệu, đã có 6.536 tài khoản holder, đã phát sinh 24.808 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net nhé. Link truy cập website này mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên fanpage của mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy code quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví cho mình. Ký hiệu C3W, số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại website claim.net, tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhấp vào đây, Adopt. Thì ở đây các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0.02 BLB mua cái đồng token này nhé, nếu các bạn có điều kiện để không có tích trữ lâu dài nhé. Còn các bạn có làm các bạn nhấp vào phần này nhé, yêu cầu. Rồi, nó có kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo, nhấp kết nối. Rồi, nó có lỗi ví ra rồi. Chờ một đáp về sự cần làm lại sau. Rồi, thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng thức cần mới nhất truy về mạng Balance Smart Chain. Còn nếu bạn chưa có tài khoản các sàn giao dịch tiền điện tử, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn để ủng hộ kênh luôn nhé. Mình sẽ claim lại này. Yêu cầu. Vẫn bị lỗi. Mình sẽ claim lại phần nữa nè. Rồi, bà quay nè. Tạo logic ra liên tục các bạn. Rồi một cái khác. Cái khác mình đã claim được rồi đây. Claim ba mới đấy. Làm được rồi đây. Ôi, buồn thật. Rồi, phí ra là 0.000605 BLB. Các bạn nhất xác nhận cho mình nhé. Các bạn lưu ý này, vào web mà nó hay bị lỗi như thế thì các bạn cứ chờ một lát rồi các bạn nhấp vào
Calam nhé, yêu cầu lại nhé. Thế thì các bạn xác nhận được thôi. Bây giờ thì nếu các bạn mất Figa là ok thôi. Đó, mình đã hướng dẫn các bạn cách Calam nhận được hai đồng token C3W. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.